Hello, xin chào toàn thể các bác. Hôm nay đã bắt đầu này đi Hà Nội. Đi Hà Nội, nội là thấp đấy. Đấy là nội là thấp nhá. Hôm nào mưa ấy là nội là cao. Nội là cao luôn. Đấy. Đây là Hoàng Vinh gì đây? Cô lối sao đông không đi. Em đi đến đây này, đi xe Yên Nghĩa này. Đấy. Đi xe Yên Nghĩa để đến gần công ty đấy. Nhận được mấy là mời của những công ty lớn, bắt đầu thích lắm, thích lắm. Hôm nay bắt đầu là vừa đi quay clip cho các bác xem. Đấy, xong bắt đầu đến nơi rồi có gì hay quay tiếp cho các bác xem nha. Mời các bác xem toàn hàng hiệu, hàng công ty, hàng chính hãng, hàng bảo hành một năm thôi. Bây giờ bán bỏ thông hoa chán rồi. Các bác suốt ngày kêu, đấy, suốt ngày kêu. Rồi có thể đến xe gần đến nơi có thể quay các bác xem nha. Bây giờ đứng đây hít bụi nhá. Hello, xin chào toàn thể các bác. Hôm nay em giới thiệu với các bác một mẫu vang số liền công suất. Không biết là được gọi là vang liền công suất. Model là xe FAX550. Hàng chất lượng rất là cao cao. Giá thì các bác liên hệ nhà em, chưa biết giá ở đây. Đây đang nhập nguyên cả công một đống hàng này. Nhiều lắm. Em nhìn anh Trung vẫn cứ bắt như xưa. Đúng nha. Nhiều lý. Để em dùng thử này cắt. Có lưỡi dao đấy. Đấy, mình lướt vào lướt cái cắt đi. Lướt rồi. Lướt rồi. Lướt mạnh cưa đi cưa lại vài lần cái lướt ngay. Chuyên để cắt này đấy. Chuyên để đan những cái gì đấy, ví dụ thế. Rồi đấy anh mở, anh dùng anh dúi luôn thôi. Đấy. Em đi đâu mang theo đồ không nhiều thì ít. Chuyên nghiệp. Em chuyên làm sao bằng các anh được. Cái này chuyên là anh à? Rồi ok. Đây là sau khi mở ra bên trong là có một cái miếng xốp. Cái xốp này thì bên em gọi là xốp này là đập không vỡ nhưng mà đốt là nó lại cháy. Rất dày đúng không? Đập không vỡ đốt lại cháy. Rồi ôi, cái này đóng gói kỹ phết nhỉ. Đây trong này nó còn có một phiếu thông số kỹ thuật đấy. Ở đây vừa xem vừa các bác xem luôn. Linh giữ cho anh cái thùng ở dưới. Đấy. Để đi đây. Mang kia. Linh đặt thằng đấy. Con ở ngoài kia. Ở đâu nhỉ? Khỏe. Đây mặt sau nhỉ? Mặt sau. Đây. Úi dồi ôi. Đẹp đắng như thế này mà. Các bác nhìn trông đẹp không? Sáng. Sáng chói, sáng mua cái mắt này. À, đây là cái model mới nhất mà có thể mở ra được. À. Mặt màu vàng gold, màu vàng này gọi là màu vàng chanh, màu cổ điển, màu giống đờ lông, giống các cái thương hiệu mà đến từ Nhật Bản. Nhật Bản đấy, và thiết kế cũng Nhật Bản luôn. À. Rất là đẳng cấp, các bác gia đình rất đẳng cấp. Cái này là vừa cơ vừa số các bác nhé. Đây, mặt form đây. Một đèn này. À, cái này hai cái là USB này, các bác về cắm USB cái thử ngay này. Có ở công ty có input. Cái này là cơ là số, cơ để vận chỉnh nhạc mic rồi và số là sử dụng đây mà. Để chỉnh phần echo thì vào cắt hú bên trong. Công suất là 550W một kênh 4 ohm. Vâng. 550W một kênh 4 ohm. Có thể chơi căng một cặp 25 full kèn và có thể chơi đủ cho một cặp 30 theo kèn. Đây là anh Đinh Xuân Vũ. Ưu điểm là chuyên giới thiệu chỉnh tay. Chỉnh tay dễ hơn chỉnh tay. Có Bluetooth nghe nhạc có từ xa. Có cả Bluetooth này. Đấy. Hay quá anh ơi. Phát nhạc từ xa đúng không? Rất là ok đúng không? Bluetooth con này rất là hay. Bluetooth thì chất âm rất là tốt, không phải chất âm như một số cái dòng hàng giá rẻ trên thị trường là Bluetooth âm thanh nó không được không đủ giải, đủ bit. Đấy thì cái này là đủ luôn. AZ kìa, AZ anh ấy đến rồi kìa. Đây là mặt. Thôi em lượm ra là xong, quay cho các bác xem. Để anh Vũ anh giới thiệu tiếp này. Ampli, hay còn gọi là vang liền công suất. Thương hiệu CF là hàng nhập khẩu nguyên công về các nhá. Nhất là về hình thức, đây là một cái model vang liền đẩy, có thể nói là có cái hình thức đẹp nhất trên thị trường hiện nay. Được nhé.
một cái dáng cổ điển, một cái dáng mà đậm cái chất high end các bác. Các bác có thể nhìn bên ngoài đấy, vô cùng đẹp, với một cái mặt là nhôm phay nguyên chiếc này. Và đặc biệt hơn nữa là cái sản phẩm này chúng ta có thể có cái nắp này, nó có thể mở và đóng, thao tác rất là nhẹ nhàng. Khi chúng ta đóng vào thì cái sản phẩm nó trở lên tối giản và trở lên rất là gọn gàng như thế này. Đó là phần hình thức ngoại quan. Ngoại quan là các bác có thể chấm điểm cho con này 9,5 điểm ngoại quan. Và thương hiệu CF là một cái thương hiệu có rất lâu đời ở Việt Nam rồi các bác nhá. Và toàn bộ các sản phẩm thì đều đang nhập khẩu nguyên chiếc bởi công ty cổ phần đầu tư AV Việt Nam. Các bác nhìn kem nhập khẩu hình ảnh đấy ạ. Thì chúng ta có thể hai cái lúm volume này, music này và micro. Sản phẩm này được tích hợp Bluetooth 4.0 luôn. Và với Bluetooth 4.0 thì chúng ta thưởng thức được chất lượng âm nhạc gần như nguyên bản, gần như là ngang so với là chúng ta cắm dây. Đó là ưu điểm của Bluetooth 4.0. Đây là phía trước, cực đẹp và xuất sắc. Đây là sản phẩm xem này, chúng ta không thể chê. Về phía sau, về phía sau thì sản phẩm này ta có một cái đường nguồn điện vào này. Chúng ta có 4 cọc ra loa, speaker output, left, right. Và với 4 cọc ra loa này thì chúng ta có thể chơi được liền một lúc là 4 chiếc bass 25. Đó, hoặc là nếu chúng ta chơi 30 thì chúng ta sẽ chơi được 2 chiếc bass 30. Và cách đấu thì chúng ta có thể đấu một cọc dương vào đây, một âm vào đây và bên cạnh cũng vậy. Các đường tín hiệu vào tương đối được nhiều tín hiệu các nhá, tương đối nhiều đường. Và các đường này thì chúng ta sẽ chỉ có các đường sút ra này, sút ra riêng này, micro này, effect chúng ta sen với tune trở lại này. Mà các đường nhạc vào chúng ta có BGM, DVD, các đường ra nữa, rất là nhiều đường vào đường ra.